Duy Khải Gaming. Duy Khải Gaming cũng đi xét đỉnh cuối anh em ạ. Nón phòng thủ 27, bao tay chậm 45, đai trúng độc được có 77 thôi anh em ơi. Áo phục hồi được 48, đặt mốc. Dây chuyền kháng độc 49, phòng thủ 22, kháng tất cả 22. Dây chuyền này ngon hơn dây chuyền lúc nãy anh em ạ. Cây đao cũng ngon hơn anh em ơi. Cây đao mắc ợp luôn anh em ạ. Cao thủ ép đồ rồi anh em ơi. Đúng là cao thủ ép đồ rồi. Cây đao mắc ợp. Tốc 30 bằng sát 100, sát thương 100%, kháng hỏa 25 và sinh lực 200. Cao thủ này ép được cây đao quá tuyệt vời ông mặt rồi. Nhẫn nằm chậm 40, nhẫn kháng độc 25, ngọc bội an bang kháng độc 30. Like giải đấu Duy Nhã ơi. Ấn kháng độc 22 đấy anh em ạ. 22 kháng độc này, 30 kháng độc này, 25 kháng độc này, và 49 kháng độc. Mức kháng độc rất ổn áp. Trọng được 80 anh em ạ. Hai món trọng được 80. Và cây đào rất là khủng, đào mắc gồng. Trình độ ép đồ là khá ghê gớm anh em ạ.